Xin chào các bạn. Tiếp tục với một giải trường kỳ kháng chiến khi kéo dài tới tận tháng 11 của năm 2019 này, Thiên Thiên Tượng Kỳ giáp cấp liên tái, một giải đoàn thể quy mô lớn nhất của vùng Thánh Đất Kiệt Nhân, đã có những sự bất ngờ nhất định. Nhưng hơn tất cả, chưa bao giờ làng cờ Trung Hoa lại sở hữu một lực lượng trẻ tinh nhuệ thiện chiến mà đông đảo như hiện nay. Họ đang từng ngày khẳng định bản lĩnh của mình trên bảng xếp hạng quân hùng, sẵn sàng kế độ những di sản và cả niềm tự hào của lớp trước. Cờ Tướng Đam Mê sẽ cố gắng tường thuật những vận đấu hay nhất, cả về cờ lẫn ngoài cờ. Hôm nay là đối trận giữa Vương Vũ Hàng và một nhân vật phong vân của kỳ đàn, yêu ma Tào Nham Lỗi, trong đó Vương Trấn Tiên, Tào Hộ Thủ, diễn biến cụ thể sẽ như sau. Họ Vương ra quân dùng tiên nhân chỉ lộ và Tào Nham Lỗi đối chốt để vào. Vương bèn đóng pháo nhập trung, lúc này thì Tào khởi chính mã. Vương lúc này cũng mã 2 tấn 3 để mặc cho Tào có thể lợi dụng thời cơ, mở binh 3 để công thẳng vào tượng, nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong một bố cục chính quy. Vương Vũ Hàng tiến hành phế quân chốt bay, là ném mã lên cánh biên để mặc cho quân binh tràn qua, rồi tranh thủ thời cơ này để có thể xuất động chủ lực rất nhanh. Còn Tào thì vẫn đối phó theo lệ thường, khởi hoành xe ở cánh trái. Sau khi Vương bình xe để tạo căn cho pháo trước, thì Tào mã 2 ném lên biên. Những nước dàn trận của Tào Nham Lỗi tựa chừng như đang đi theo một thứ tự logic vô cùng hợp lý. Nhưng nếu như chúng ta có một chút ít kinh nghiệm, sẽ hoàn toàn nhận ra một cạm bẫy khai quân mà Tào Nham Lỗi đang giăng sẵn dành cho đối thủ, tương tự đơn để mã đối ngũ thất pháo. Trong hình cờ này là bên đỏ tuần pháo, lợi dụng vào việc đen chẳng thể nào liên kết tượng ở trung cung, tuần pháo để quấy rối hàng tuyến phòng thủ ngay. Nhưng đen vẫn còn đó một chiêu thức trả đòn ngoạn mục, lập tức dùng pháo chém thẳng vào tượng. Rõ ràng là đỏ đã lợi bất cập hại. Nếu như dùng xe chém thẳng thì đen chỉ cần đổi ngang pháo và đưa về một hình cờ rất ổn thỏa, đỏ khó mà khuếch đại thanh thế của mình. Chưa kể đến việc là bị gãy đi một tượng, dễ dàng để bên đen lợi dụng vào một điểm yếu chết người là quân mã quy biên này. Còn nếu như bình tĩnh dùng sĩ dương lên thì vẫn bị bên đen dùng pháo chém thẳng, và lúc này lựa chọn lại càng khó khăn hơn. Dùng xe đoạt vào thì đưa về một kết luận như ở trước, còn nếu như dùng xe chém thẳng lên quân pháo thì đen sẽ nhẹ nhàng mời đổ chủ lực, quyết tâm phế luôn quân mã còn lại. Và chắc chắn một sát cuộc như trời giáng sẽ được hình thành nếu như bên đỏ sai lầm phạm tiếp sai lầm, dùng xe diệt thẳng vào mã bằng cách lợi dụng pháo và sông xe để định cuộc thức. Chúng ta cần phải thấu đáo đoạn vừa rồi thì mới có thể hiểu được dụng ý của Vương Vũ Hàng. Trong hình cờ này, bổ sĩ, mục đích là phá rỡ cạm bẫy rất hiểm ác của họ Tào. Tào thấy vậy, bèn bình pháo giạt ra kịch biên. Sau khi Vương tuần pháo để đe dọa ra đòn vừa rồi, thì chỉ cần đơn giản là gá tượng. Để cho Vương tiếp tục có cơ hội thăng xe lên tuần hà, chốc tử bỏ binh, đã không thể nào giữ lại trọn vẹn được nữa. Tào Nham Lỗi đành phải phòng thủ một cách bị động là xe một bình ba trước. Sau khi chấp nhận cho quân chốt của mình ra đi, thì Tào mở tiếp quân binh để thông mã ở lộ 7 này. Vương bèn tuần chốt để mời đấu ngay. Chốt tấn lên, lúc này xe chém qua, thì Tào tiếp tục bình xe quá cung, dàn quân theo một trận thức quen thuộc. Và trận chiến tiếp tục, Vương Vũ Hàng vẫn thể hiện rõ một nội lực cao thâm của mình không thể nào coi thường. Tiến hành rời bước đổi hình vô cùng đúng lúc. Pháo 5 bình 6. Mục đích là gì? Sau khi Tào chỉ cần đơn giản thổi pháo, nếu như đòn này không được thực thi từ trước, sẽ phải chật vật hơn trong việc đối phó tìm đường thoát ly. Cả xe, mã và tượng đang bị công kích rất mạnh. Bằng cách phục sẵn là pháo chính sẽ bình bay. Còn tới đây thì Vương nhẹ nhàng gá tượng. Tào bình pháo đánh chủ lực thì lại bình qua vị cũ, kiềm chế lấy xe và pháo. Mặc dù hình cờ này đôi bên đang còn kiềm chế nhau một cách quyết liệt và thầm kín, nhưng sẽ là một mắt xích quan trọng để cho bên đen quyết định là sẽ gia tăng áp lực ở hàng tuyến tấn công bằng cách là tấn xe hoặc di động pháo về vị trí thích hợp, hay là sẽ nhẹ nhàng bồi đắp những vị trí còn thiếu sót. Lập tức chiến lược gia Tào Nham Lỗi xe 4 tấn 2 thực sự là vô cùng hợp lý. Cần phải nhìn trước tương lai để đoán bắt được hình thế của mình cũng như là trận địa của đối phương, xem xét những vị trí yếu đạo để điều động quân chủ lực mạnh nhất của mình tới chiếm đóng thì sẽ có lợi hơn về lâu về dài. Trong hình cờ này, Vương tiếp tục mở binh thì Tào đấm chốt. Vương bèn tấn xe để công thẳng vào điểm yếu duy nhất này. Tào thấy vậy bèn bình xe để tạo căn. Vương tiếp tục nhảy mã để chốc lấy
thì chỉ cần đơn giản mã 7 tấn 6 thì Vương chính thức có cơ hội để áp đảo hoàn toàn trận hình của bên Tào là phi mã để chốc lấy pháo, pháo lại thối một, rồi mới bình xe để chốc lấy quân mã này, buộc nó rơi vào một vị trí duy nhất còn lại có vẻ xấu xí hơn, mã 6 thối 8. Thái độ của Vương vẫn tỏ ra vô cùng thiện chiến và hung hãn, tấn xe để kích đấu ngay. Tào buộc phải đổi xe ngang để cho quân mã thăng lên, rồi lúc này bổ sĩ để phòng thủ trước. Tác dụng tích cực nhất của hình trận bên đỏ sau khi đổi đi quân chủ lực của Tào thì chắc chắn rằng vị trí quân mã rất xấu ở lộ 8 đã được đề cập từ trước này. Chỉ cần phục sẵn một đòn đánh nữa thôi, C4 tuần 2, tự dưng nó sẽ rơi vào một hoàn cảnh khó đi. Lựa chọn nào cũng đều vất vả, nhưng một đòn đầy táo bạo của họ Vương tung ra ở giai đoạn trung cục này, lập tức bình pháo đánh chủ lực trước. Sau khi pháo bình ra đánh ra, thì bên tuần C để kích đầu. Thì Tào, mã 8 tuần 7, đây chính thức là một cách phản đòn ngoạn mục, lao mình vào cửa tử, vẫn tranh tiên rất rõ ràng, đang còn chốc thẳng chủ lực nhưng tuyệt đối tượng chẳng thể nào chém lên, bắt buộc phải bình xe. Có phải điều này Vương đã dự liệu từ trước hay sẽ phải chật vật đối phó lại từ đầu sau khi Tào lại tung ra một đòn đánh hết sức lắt léo của mình là mã quăng ra cảnh biên, đang còn đánh xe là mục tiêu đầu tiên. Thứ hai nữa, mã 9 tầm 8 có cơ hội ngọa Tào để đe sát trên đường bày này. Và điều thứ ba, tình hình lúc này không thể nào nhởn nhơ, tại vì pháo lộ 7 đang còn nằm ở miệng hôm. Trong cơ may thì Vương đã đối phó rất ổn thỏa, chỉ một chiêu thức có thể khắc chế trọn vẹn những nguy cơ vừa rồi, lập tức bình xe để kích đấu chủ lực. Chắc chắn rằng xe đoạt pháo thì sẽ hoàn toàn vô ích, đổi ngang lại quân pháo lộ 4 này. Và mọi chuyện vẫn vô cùng ổn thỏa, bởi vậy Tào nhắm lỗi, tấn pháo để chém thăng, thì Vương lúc này mới thôi pháo. Đây là một đòn đánh đủ cao thâm, thể hiện một nội lực kinh khủng của mình để bên Vương có thể lấy lại một quân chủ lực. Đằng nào thì quân mã lộ 9 này vẫn tắc tử như thường. Một lối thoát duy nhất đã bị quân pháo trên đường chạy trốn, tiện đường lại chèn cứng mất. Trong hình cơ này, bên bình pháo vừa tránh khỏi nước sĩ đang còn càn mã và chốc luôn cả quân pháo lộ 7 này, thì họ Vương bèn thối mã đánh chủ lực. Sau khi xe bình ra thì chỉ cần đơn giản là tấn chốt cũng đủ để bức tử. Có vẻ là một trận chiến ngang tài ngang sức, không dễ dàng gì để bắt trắng một quân chủ lực của những đại cao thủ hàng đầu. Nhưng Tào Nhâm Lỗi vốn là một kẻ bản lĩnh nơi xa trường, dạn dày kinh nghiệm. Đầu tiên là anh tấn xe chốc thẳng pháo, pháo thối lui, thì bèn nhảy mã vào cửa tử như nước ở trước, bắt buộc xe phải bình qua để chốc đôi nếu như còn muốn ngang quân chủ lực. Lúc này thì lợi dụng thời cơ trọn vẹn để chém thẳng vào chốt mời đổi ngang, mã thối lui, xe đoạt thẳng. Mặc dù là bên đỏ đã có cơ hội chém pháo đến ngang quân chủ lực, nhưng vẫn còn đó một nguy cơ cần phải giải quyết, Tào không thể nào bỏ qua. Bình xe để chốc thẳng vào mã, buộc phải thoái lui, rồi lại dẻo dai lạ thường, xe 1 tấn 2, vừa phục bình vào để cô chết mã, buộc nó phải quăng lên phía trước, rồi lúc này mới điều xe qua. Bắt buộc rằng mã phải quăng lên để mặc cho quân pháo lộ 2 có thể cắm lên và gây ra những đợt sóng gió đầu tiên. Sĩ đương nhiên là phải thối lui, rồi lại mở binh. Vương bèn thăng mã lên đầu tượng. Tào Nhâm Lỗi lập tức bình chốt một công đôi chuyện đang còn chốc chạy quân mã lộ 7 này, cũng như phòng thủ trước, ngăn không cho bên đỏ có cơ hội thoái xe về cửa hàng để đánh chết. Chỉ còn một lựa chọn mà thôi, phải thăng lên phía trước. Và Tào Nhâm Lỗi, mã 1 tuần 3, đưa thêm một viện binh để trợ công. Đương nhiên là Vương Vũ Hàng phải thoái xe về một vị trí có lợi hơn trong chức năng phòng thủ, là thối xe về vị trí này. Lập tức Tào vẫn như đã định từ trước, mã 3 tuần 2, thực sự là vô cùng cao minh. Không hề có một thế lực nào có thể ngăn cản được sức liên công của chiến mã. Tại vì bên đỏ cho dù có bình xe để đánh đôi thì vẫn lao lên, nhờ chốt tạo căn cũng như đang còn phục nước sát trên lộ 6 này. Và đây sẽ là một bàn đấu đáng được ghi danh vào sử sách của Tào Nhâm Lỗi. Nếu như trong hình cơ này, sau khi bên đỏ Vương Vũ Hàng đối phó một cách đầy bị động, thực ra cũng là một phương án duy nhất là phải bổ sĩ trước. Tào chỉ cần đơn giản dùng xe chém thẳng vào sĩ, tướng buộc phải lệch ra, rồi lúc này mở đường cho mã thăng lên. Biết rằng là sát cuộc đã định nhưng không thể nào đủ tài lực để chống đỡ. Còn về đường hướng tấn công, vẫn chưa đủ thời cơ. Nếu như dùng xe tấn lên thì tượng chỉ cần thối lui.
Bình xe chiều thì sĩ thoái, cho dù quân mã này có hoạt động bất kỳ một vị trí nào, đây không phải là một hình cờ đỏ có thể chiếu liên tiếp và giành chiến thắng ngay. Cho nên một cách thức còn lại chỉ có thể là buông quân để nhận thua. Thế nhưng quả thực là vô cùng đáng tiếc. Không đủ thời gian cho nên Tả Nham Lỗi đã hoàn toàn bị che lấp bởi điểm mù này. Sau khi đối phương bổ sĩ thì lại rời pháo để chạy trốn một nước. Vương thấy vậy bèn lao xe để chiếu ngay, Tượng thối lui, rồi lại thoái xe để kích đầu pháo. Tào vì muốn giữ nguyên hình trận ưu thế của mình, thối pháo một, Vương bèn tốn xe. Lúc này thì Tào mới thối xe hai nước. Với việc bỏ qua một đòn sát cục tuyệt đẹp như vừa rồi, nhưng hình trận của Tào vẫn tỏ ra ưu việt hơn. Vị trí tam quân xe pháo mã nằm ở một chỗ chắc địa, đang còn phục nước sát là quang mã chiếu rồi tiếp tục bình xe. Vương đối phó bằng cách là tướng Lộ Thiên. Tào thấy vậy bên bình pháo, vừa đang cản Tượng để công thẳng vào quân pháo Lộ Bảy này, bắt buộc Vương sẽ phải dịch ngay. Rồi tiếp tục nhảy mã, đây lại là một đòn ác hiểm. Chỉ cần bình xe qua chiếu trước, tướng bình vào, rồi lại ung dung mượn vào đòn chiếu rút, pháo vật lùi mã, đỏ tự dưng phải ngã ngựa ngay. Bởi vậy, sĩ Dương Lên là lựa chọn còn lại của Vương Vũ Hàng. Đây cũng là hình cờ tôi để lên trang fanpage của Gửi Tờ Năm Mê để các bạn có thể thảo luận một chút, thử đưa ra phương án công sát hay nhất của đen. Đáp án chính xác của nó cũng giống như phương án thực chiến của Tào Nham Lỗi, chỉ cần đơn giản vào 4 thối 2. Thực sự vừa phục là bình qua lộ 6 nay chiếu tướng, nhưng nếu như đỏ không đối phó từ trước, đây sẽ là một nước sát không thể nào chống đỡ. Ví dụ trong hình cờ này là tấn pháo 1, thì sau khi bên đen bình pháo qua chiếu, sĩ thối lui, rồi chỉ cần đơn giản là giật pháo lui, vừa phục bình xe qua đương nhiên là tướng phải thượng. Rồi lúc này bình xe chiếu, sĩ Dương Lên và tiếp tục thoái mã. Tiếp theo, cho dù đỏ đi bằng cách nào thì vẫn bị bên đen dùng xe nện thẳng vào sĩ và định cuộc thức. Cho nên trong hình cờ này thì Vương đã chủ động đối phó từ trước là tướng tuần 1. Sau khi Tào bình pháo chiếu thì mới nghĩ phương án để đối phó sau. Lựa chọn đầu tiên là sĩ thối lui thì đen chỉ cần nhẹ nhàng theo phương án ở trước, thối pháo. Để chống lại nước sát thì đỏ buộc phải treo sĩ lên đầu, lúc này thì mã thối lui chém tượng. Biết rằng là đang còn phục nước, xe sẽ tấn hai chiều tường và kết hợp với mã, tạo ra một sát cục khủng khiếp. Nhưng đỏ không thể nào chống đỡ toàn vẹn. Nếu như bình thường vào trung lộ thì vẫn bị bên đen nhảy mã, đe sát trên đường này, xe buộc phải thối lui. Rồi để bất im tại vị những quân chủ lực mà tiến hành tấn chốt, sức phòng thủ của bên đỏ chính thức đã bằng không. Đi cách nào thì đen vẫn dùng chốt đoạt sĩ và xe ba bình năm để tạo ra một sát cục trong vành. Nếu như mã bốn thoái lui thì chỉ cần dương sĩ, ví dụ là tượng treo lên là một nước vớt vát cuối cùng, thì chỉ cần đơn giản là thối xe để chốc trên ngựa. Các bạn hoàn toàn có thể phát triển biến này và nhận ra không hề còn một hy vọng nào cho kẻ cầm đỏ. Cho nên ở hình cờ này thì Vương với thái độ hoàn toàn bấn loạn tung ra một đòn đánh có vòng đời ngắn ngủi hơn, đó là bình tướng vào giữa trung lộ. Tào không một chút do dự thoái mã chiều, sau khi tướng buộc phải lệch ra lộ còn lại. Nếu như tướng thối lui thì chỉ cần quăng mã và tấn xe để sát. Còn tới đây thì xe tấn 2, tướng thượng lầu 3, rồi đơn giản là thối mã. Vừa phục là tấn chốt để tuyệt sát, buộc tượng sẽ phải chia ly. Lúc này thì vẫn tấn chốt, tướng bình vào, rồi bình vào dùng sức mã chiếu để tuyệt sát ngay, không thể nào chống đỡ. Có thể nói là Tào Nham Lỗi vẫn thể hiện rõ một công lực cầm lý tàng châm rất đáng sợ của mình. Mặc dù bỏ qua một sát cục trống vánh với đối thủ, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại một hình trận áp đảo, không hề để cho đối phương có bất kỳ một cơ hội nào để dãy dụa hay phân bua. Quả thực xứng danh yêu ma Tào Nham Lỗi. Cảm ơn sự theo dõi trọn vẹn của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.